Chùa Thiền Lâm tọa lạc tại ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay do Đại Đức Thích Triện Trí trụ trì. Đây là ngôi chùa trong gia tộc. Chùa Thiền Lâm do Hòa Thượng Thích Thiện Phước, thế danh Nguyễn Ngọc Côn, thành lập vào năm 1946 bằng cây lá trên phần đất nhà để tịnh tu. Ông Nguyễn Ngọc Côn là người có tín tâm với Tam Bảo từ rất sớm. Năm ông 20 tuổi, năm 1930, đã đến cầu xuất gia với Hòa Thượng Chánh Thành tại chùa Vạn An, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Được Hòa Thượng ban pháp danh là Thích Thiện Phước. Tại đây, thầy được Hòa Thượng Bổn Sư dạy học Phật Pháp và lần lượt cho cầu thọ các giới của người tu sĩ Phật giáo. Năm 1946, sau khi mẹ của thầy là cụ bà Phan Thị Mỹ, là người rất có tín tâm Tam Bảo, đã định hướng cho thầy đi tu qua đời, thầy Thiện Phước đã về lại quê hương, cất lên thảo am nhỏ bên cạnh mộ phần của mẹ để tu tập hồi hướng công đức cho thân mẫu và cửu quyền thất tổ. Năm 1950, Hòa Thượng Thích Thiện Phước sửa lại ngôi am để thuận tiện tu tập và hành đạo và lấy hiệu là chùa Thiền Lâm. Bấy giờ, công trình vẫn được làm bằng cây lá. Đến năm 1975, Hòa Thượng tiếp tục trùng tu lại ngôi chùa Thiền Lâm khang trang hơn bằng chất liệu bê tông bản kiên cố để tiếp tăng độ chúng, hướng dẫn Phật tử quanh vùng tu học. Hòa Thượng viên tịch vào ngày 12 tháng 8 âm lịch năm 2009. Bảo tháp nhục thân của Ngài được Bổn Đạo và Thế Quyến tôn tạo phía trước chùa. Sau khi Hòa Thượng Thiện Phước viên tịch, chủng tử của thầy là Đại Đức Thích Thiện Trí, thế danh Nguyễn Hồng Quý, nối nghiệp trụ trì chùa Thiền Lâm từ năm 2009 cho đến nay. Vì nhận thấy ngôi chùa trước đây ẩm thấp, mái lợp tôn mỏng nên rất nóng, không đảm bảo cho Phật tử và bá tánh trở về tu tập, nên ngày 17 tháng 9 năm 2009, năm Kỷ Sửu, Đại Đức Thích Thiện Trí đã cho đại trùng tu lại ngôi chánh điện chùa Thiền Lâm bằng chất liệu bê tông cốt sắt kiên cố. Mái chùa cũng được lập lại bằng tôn nhưng cao ráo và thoáng mát. Ngôi chánh điện nằm ở giữa bệ trên cao và được an trí tôn tượng Đức Phật Bổn Sư và Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền. Bệ dưới phía trước là tôn tượng chư Phật Dược Sư, đối diện là hai pho tượng hộ pháp và tiêu diện đại sĩ. Tiếp theo những năm sau đó, Đại Đức trụ trì tiến hành xây cổng chùa, kiến tạo khu giường Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sanh, giường Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp, dựng Tây Phương Tam Tánh và một số tiểu cảnh để cho bá tánh tiện việc chiêm ngưỡng, lễ bái mỗi khi trở về vãng cảnh thiền môn. Đại Đức cùng vận động đúc Đại Hồng Chung để sớm hôm thỉnh cúng, âm thanh vang vọng, làm thức tỉnh bao tâm hồn lầm lạc trong đêm tối vô minh. Tuy là ngôi chùa nhỏ, nhưng Đại Đức Thích Thiện Trí thường xuyên tổ chức trao quà hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, hướng dẫn Phật tử tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới trong tinh thần tốt đời, đẹp đạo.